Booking, ứng dụng đặt phòng có trụ sở tại Hà Lan, hôm nay công bố danh sách 5 điểm đến được đánh giá lãng mạn nhất tại Việt Nam vào mùa thu. Các địa điểm được lựa chọn qua khảo sát độc giả đặt phòng trên website chuyên gia du lịch của Booking theo tiêu chí phong cảnh, thời tiết, dễ dàng tiếp cận bằng các phương tiện công cộng. Hà Nội trong mùa thu mát mẻ gắn liền với những mùi hương tỏa ra từ hàng cây sữa, những chiếc xe bán hàng rong chở hoa khắp các con phố, những món ngon làm từ cốm mới. Trong tiết thu, hoa sữa nở trắng bên đường Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Quang Trung, ven Hồ Tây. Hãy thử dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, khám phá những ngõ ngách, tìm một quán cà phê hoặc hàng ăn vỉa hè, thưởng thức cốm cùng vài chiếc bánh rán mật trong lúc tận hưởng khí trời mùa thu. Gợi ý chỗ ở, cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ 2 phút đi bộ, May the Villa Luxury Hotel và Spa là khách sạn được thiết kế tân thời và ấm cúng. Khách sạn gần một số địa điểm tham quan nổi tiếng như Đền Ngọc Sơn, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ. Vịnh Lan Hạ, đứng thứ hai trong danh sách là Lan Hạ, phía nam đảo Cát Bà, Hải Phòng. Một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới được Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới công nhận năm 2020. Điểm khác biệt với Hạ Long là phần lớn các đảo tại Lan Hạ được phủ một màu xanh tươi của cây cối. Với những ai đang tìm kiếm một địa điểm có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ nhưng không quá đông đúc hoặc đã đi Hạ Long và muốn có trải nghiệm mới, Vịnh Lan Hạ là lựa chọn lý tưởng, theo Booking. Gợi ý chỗ ở, nhà nổi Lan Hạ ở Cát Bà có tầm nhìn ra biển, kèm sân vườn, quán bar và bãi biển riêng tư. Cơ sở lưu trú này cũng gần các điểm tham quan nổi tiếng như đảo Khỉ, cảng Bến Bèo. Hà Giang, mùa thu, cao nguyên Đồng Văn được bao phủ bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch trắng phớt tím hồng. Nhiều du khách chọn du lịch Hà Giang bằng xe máy để thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp chỉ xuất hiện vào dịp gần cuối năm ở vùng đất này. Hoa tam giác mạch Hà Giang nở kín các sườn núi dịp cuối năm. Ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang với người dân địa phương, tam giác mạch là loại ngũ cốc quan trọng, thường được trồng sau vụ lúa hè thu. Trong hành trình mùa thu, du khách không chỉ được thưởng thức sắc hoa rực rỡ mà còn có cơ hội nếm thử rượu và bánh chế biến từ hạt tam giác mạch. Gợi ý điểm đến, Penthouse Retreat ở Hoàng Su Phi là khu nghỉ dưỡng có những căn bungalow bên hồ nước nhỏ và vườn cây. Du khách có thể đăng ký tour trekking với hướng dẫn viên địa phương, tham gia lớp dạy nấu ăn, tắm lá thảo mộc và massage thư giãn. Đà Lạt thích hợp để đi du lịch vào bất cứ mùa nào trong năm. Vào mùa thu, nơi đây ngập trong sắc vàng hoa dã quỳ. Khí hậu mát mẻ quanh năm, se lạnh vào ban đêm, Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy khỏi nắng nóng. Gợi ý chỗ ở, Đà Lạt Eden Sea Lake Resort và Spa cách trung tâm thành phố 10 km, cách sân bay Liên Khương 30 km. Hồ Tuyền Lâm tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp và không gian yên tĩnh cho khu nghỉ. Phú Quốc, đứng thứ 5 là Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nổi tiếng với những bờ cát trắng mịn, nước biển trong cùng các làng chài lâu đời. Tháng 10 đến 11 là thời điểm hoàn hảo để đi Phú Quốc vì đây là mùa đẹp trên đảo. Du khách có vô số hoạt động trải nghiệm, ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh, đạp xe ngắm cảnh, chèo kayak, lặn biển ngắm san hô, tham quan vườn tia.